tầm cao, khả năng lượng nước tốt, màu sáng hơn chuột. Cô Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì tiếp tục series báo giá và review báo giá trực tiếp những mẫu xe đang được chào bán bên năm nay Hương Ô Tô Hải Dương ạ. Em chào bác cà phê đắng này. Thông thường như mọi ngày, đầu live thì em sẽ nói về địa chỉ này, số điện thoại này và giới thiệu những dòng xe mới về bên em. Em Hương thì mới về thêm Innova, rất là nhiều dòng xe Innova. Đời từ 2010, 2011, 2013 và 2014. Có luôn cả form mới 2014 lên 2015 các bác nhé. Chào bác Xuân Cường, chào bác Nguyễn Minh Quang. Thả tim, thả like và những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Số hotline Hương đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Em chào anh trai Nguyễn Văn Trinh nhé. Rất mong rằng sẽ có một cơ hội nào đấy được bắt tay cùng với anh trai nhà mình ở bên Tứ Kỳ. Em là Gia Lộc, anh là Tứ Kỳ, thân thiết hàng xóm của nhau rồi. Rất mong là sẽ có một ngày nào anh ủng hộ em, sẽ bắt tay giao dịch cùng với anh ạ. Đỏ chót em ơi, em chào anh Đinh Hiếu này, đỏ chót luôn. Đỏ để đổi vận các bác ạ, toàn cắt nỗ thôi. Em phải mặc áo đỏ để đổi vận, để bán chiếc xe nào để còn tươi nào. Em chào bác Tháp Nguyễn này, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Em chào anh Giai Lung Văn Thắng này. Xe tập lái em về rất là nhiều, có Spark xe gia đình tập lái này, có Matiz này, có cả Matiz nhập luôn. Giá chỉ từ 58, 60, 70, 80, 90, 100 triệu là có rất là nhiều dòng xe tập lái luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Địa chỉ bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng khách hàng có thể đến xem xe, chạy thử cảm nhận được chất lượng của xe nhé. Chào bác Nguyễn Thảo này, chào bác Hải Tiến này, chào bác Kim Anh này. 7 chỗ ngồi thì em có Innova gia đình sử dụng số sàn này, có Captiva một chủ tư nhân số tự động này. Rất là nhiều dòng xe Innova nhé các bác nhé. Số tự động thì cũng còn có Accent này, Hyundai Accent. Hơn 300 triệu máy zin số tự động này. Và có cả CDX những tầm tiền hơn 200 là các bác có thể mua xe số tự động rồi. Em chào bác Hải Trần, chào bác Hải Tiến nào. Mỗi khách hàng cho em Hương xin những lượt like và những lượt chia sẻ mới được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em. Bây giờ em sẽ đi báo giá cũng như đi review chi tiết nhé. Nhìn thấy một chiếc xe Tucson, em lại nghĩ ngay là hôm nay em Hương lại về thêm một chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao màu đen các bác nhé. Đang về thêm rồi. Cô chủ xinh đẹp mời khéo quá. Cảm ơn bác Hải Tiến này. Salon mình có gần salon của anh Phương ế vợ không? anh gì nhỉ? Anh Nguyễn Văn Trinh, anh Trình ơi. Anh Nguyễn Văn Trinh ơi. Em là em gái của anh Phương ế vợ anh nhé. Em gái của anh Phương ế vợ luôn. Không phải là gần luôn đâu mà là em gái của anh Phương ế vợ luôn anh nhé. Anh trai nhà em là rất là đẹp trai, nắm tiền, sở hữu một dàn xe rất là nhiều tiền và một cơ sở lớn nhưng mà chưa có vợ. Nên là mong rằng trong cái buổi livestream này những cô dì chú bác nào mà có muốn tuyển con rể nhé, tuyển con rể để có thể ứng cử anh trai em nhé, nhiều tiền, đẹp trai và cao to. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nào. Áo đỏ chứng tỏ chốt được nhiều xe, đúng rồi anh ơi. Đêm ngày hôm qua 10 giờ tối ngày hôm qua còn vẫn được chốt được i10 2014 số tự động nhé anh nhé. Đây ạ, hôm nay em sẽ báo giá luôn các bác nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Trời ơi, quá trời là nhiều xe. Để hết cả ra bên ngoài luôn, Fortuner này, Range Rover này, CDX đi. Nào, mở màn ngày hôm nay là một chiếc xe, đây, mở màn một chiếc xe màu đỏ như áo của em nào. Một chiếc xe Spark màu đỏ 88 triệu, xe đăng ký 5 chỗ ngồi cho những bác nào đang quan tâm về những dòng xe tập lái này. Em có Spark màu đỏ nhé. Spark màu đỏ đây ạ. 88 triệu là các bác nhà mình có thể cho sở hữu một chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi xe gia đình rồi. Có Spark màu đỏ đây ạ. Em chào anh Giai Cường móm nào, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cô Facebook bình thường chỉ bóp tương tác 3-4 ngày là cô ấy nhả ra, mà đợt này cô ấy bóp em cả tháng nay rồi. Không nhìn thấy khách hàng nhà mình đâu cả. Một chiếc xe Spark 5kg 5 chỗ ngồi em đang bán với giá là 88 triệu cho một chiếc xe đây ạ. Xe X5 em mới chốt xong. Cặp em cái ô đây với nắng quá. Xe X5 em mới bán xong, một chiếc xe CDX5 hơn 600 minh nhá, số tự động đời cao, màu đỏ đẹp. Em bán mất rồi, về cái là chốt luôn. Đây ạ, em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning số tự động bản nhập đời 2010. Mang em cái ô nhé, nắng quá. Mang cho em cái ô.
CX5 em tạm hết nhá. Kia Morning đời 2010 số tự động đẹp biển 15 Hải Phòng, với cái tầm tiền mà trên 200 triệu mà các bác quan tâm về dòng xe số tự động, mua cho bà xã hoặc mua gia đình hai vợ chồng mình đi, thì các bác có thể tham khảo cho em một chiếc xe Kia Morning. Em này là bản nhập số tự động 1.0, em đang chào bán với giá là 230 triệu, 230 triệu cho một chiếc xe Kia Morning bản nhập của em nhé. Lên màn hình rồi, có để lộ thông minh start top nào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào kết nối qua Zalo cho em. Em chào anh Trần Quyết này, chào anh Giai Sáu Long này. Ở đây em còn có Chevrolet cờ đuôi. Nếu như cờ đuôi thì em có một dàn số sàn, số tự động thì em này là duy nhất nhé. Em này là chiếc cờ đuôi số tự động duy nhất mà em Hương đang có này. Đời 2011 số tự động, động cơ trang bị 1.6. Chevrolet cờ đuôi em đang chào bán với giá là 275 triệu. 275 triệu cửa sổ trời. Chiếc cờ đuôi này là bản đặc biệt của em nhé. Số tự động bản đặc biệt này. Sấy sợi ghế hai vùng, có điều hòa màn gắt ghế, ghế da zin, màn hình Android và có cửa sổ trời nhé. Cờ đuôi số tự động bản đặc biệt cho em ạ. 275 triệu là các bác có thể sở hữu một chiếc xe số tự động rồi. Phanh ABS na răng thể thao 5 chấu nhé. Em cờ đuôi này là có đèn bi, là đèn bi salon, đèn pha bi salon các bác này. Đèn pha bi salon bản đặc biệt, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có hết rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Giai Trương Văn Hùng nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Ở đây bác nào mà yêu thích dòng xe Kia Cerato nhưng mới cái đời cao tiền quá thì khó mua, mệt kinh tế nhà mình, thì hôm nay em có một chiếc xe Kia Cerato đời 2009 số tự động đẹp, giá chỉ bằng Morning thôi, 315 triệu. 315 triệu là các bác có thể mua Kia Cerato nhé. Điều hòa auto tự động này, vô lăng thiết kế 3 chấu, tích hợp các phím bấm này, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ này. Kia Cerato đời 2009 số tự động đẹp 315 triệu, có Kia Cerato đi. Biển 30, một chủ từ mới nhé, biển 4 số, một chủ từ mới này. Cảm biến hệ thống va chạm phía sau có 4 mắt này. Có Kia Cerato đời 2009, giá chào bán là 315 triệu cho những bác nào đang quan tâm. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Em chào anh Giang Văn, chào anh Thái Nguyễn nào. Chào bác Phạm Huy. Kết nối Zalo và bình luận phía dưới bài livestream ngày hôm nay, em sẽ tư vấn cho mình nhé. Có Kia Cerato 315 triệu số tự động đẹp đời 2009. Ô to đâu. Em chào bác Ngân Hồng này. Bên cạnh chiếc xe Kia Cerato thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe cô vợ quốc dân luôn. Một chiếc xe Hyundai Grand i10, i10 đời 2016 bản nhập Ấn, số sàn bản đủ 1.2. Rất là hiếm khi mà về i10 bản sedan 2 đầu với nước sơn màu đen các bác nhé. Màu đen rất là hiếm luôn. Đặt riêng màu đen sơn zin từ nhà máy này. i10 2016 em đang bán với giá là 295 triệu. 295 triệu bản đủ 1.2 có i10 đời 2016 nhé. Gương kính cụp chỉnh này. Động cơ trang bị 1.2, số sàn có i10 đây. Chào anh Giai Hoàng Tử Bonsai, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Ngân Hồng, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em sẽ tư vấn trực tiếp cho mình. i10 2016, số sàn, động cơ trang bị 1.2 bản đổ này. Phanh ABS xi nhan trên gương, tay nắm cửa ốp mạ chrome, có đầu đài màn hình bé bé thôi. Phím mở một trạm thông minh các bác nhé, xi nhan trên gương và đầy đủ đồ chơi công nghệ rồi. Thả tim, thả like nào các bác ơi. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Nếu như bác nào mà đang thích về cờ đuôi thì em có rất là nhiều xe cờ đuôi này. Một chiếc xe cờ đuôi biển 37 Nghệ An, nước sơn màu đen đẹp. Đèn halogen siêu sáng, đèn gầm là đèn bi và có giải đèn led rồi. Cờ đuôi đời 2011 số sàn nhá, động cơ trang bị 1.6, em đang chờ bán chiếc cờ đuôi này với giá là 246 triệu. Bên ngoài nhìn hình thức đã đẹp rồi, máy số đi thì chất, bên trong thì màn hình dọc số sàn cực kỳ đẹp luôn, bác chủ cũ cực kỳ yêu xe luôn này. Có Chevrolet cờ đuôi đời 2011, phía sau body bác đấy còn độ thêm là lipo vào, lipo thể thao nhá. Cờ đuôi 2011 245 triệu, bao rút hồ sơ và thương lượng lộc lá thêm. Chốt trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 235 triệu bao hồ sơ, bớt 10 triệu đồng trên livestream. Quay rõ cho các bác nhà mình xem nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì thả tim, thả like, kết nối Zalo cho em đi ạ.
0354602790 ạ. Xong chưa anh? Đấy, phun tiền chiếc Cruise rồi, CDX, phun tiền chiếc xe CDX về Quảng Ninh rồi các bác ơi. Ở đây bác nào mà quan tâm về Chevrolet Cruise mà đời 2011, các bác sợ đời hơi sâu, thì em còn có Cruise đời 2015 nhé. Chevrolet Cruise đời 2015 biển 89 này các bác này, chưa đến 300 triệu đâu, 295 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruise đời 2015. Động cơ trang bị 1.6, máy số là zin đét đẹp luôn. Máy số zin đét luôn, nội thất máy móc cực đẹp nhé. Táp ly táp lô không hề khoan đục này. Xe gia đình sử dụng đây. Màn hình Android cỡ lớn này. Cruise 295 triệu đời 2015, máy số zin đẹp, phanh ABS đầy đủ cho em này. Biển 89 nhá, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Ở đây còn mới về thêm một chiếc xe Honda Civic này. Honda Civic, nhưng mà chiều nay thì em mới lên sóng được, em quay trước một chút thôi. Honda Civic biển 30, 4 số, 4 số, một chủ từ mới này. Honda Civic số tự động các bác nhé, số tự động đẹp. Màn hình cỡ lớn rồi, bác nào mà đang quan tâm và yêu thích dòng xe Honda Civic thì chiều nay em sẽ lên sóng nhé. Đây em quay trước này, để bác nào bên kênh YouTube, bên kênh TikTok mà quan tâm thì để lại số điện thoại nhé. Honda Civic số tự động vừa mới cập bến nhá, chiều nay em sẽ lên sóng cho các bác nhà mình xem. Em chào anh Giai Dương Tết nào, chào bác Huyền Dương Trang nào, chào bác Nguyễn Hòa, chào bác Nguyễn Vũ nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em xin phép đi vào bên trong nhá, hơi lắng rồi. Lắng quá là máy nó bị đơ mất. Ở đây bác nào mà đang yêu thích dòng xe Honda Gate hoặc là xe Honda Click thì em có luôn nhá. Một chiếc xe Honda, Hyundai, xin lỗi, Hyundai Click. Hyundai Click đời 2008, số sàn giá chỉ có 155 triệu thôi. Nếu như mà đi Hyundai Gate đã sướng rồi, động cơ 1.1 thì Hyundai Click sẽ là 1.4 bản nhập nhá, xe cực đẹp luôn, bản nhập Hàn này, số sàn 155 triệu là có Hyundai Click đi các bác ạ. Có Hyundai Click này. Chào ông Lê Công Tuyên này, chào bác Đỗ Minh Thông này, chào bác Nguyên Vũ, chào bác Nguyễn Hà. Thả tim, thả like và những lượt đăng ký mới cho em Lê Hương nhé. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Honda Civic số tự động có này, Kia Sedato có này. Ở đây còn có Mazda 3 nhé. Mazda 3 đời 2017, bản này là bản có phanh tay điện tử và hai chế độ lái nhé. Mazda 3 2017 số tự động đẹp, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, có chế độ lái thường và chế độ lái sport này. Bản phanh tay điện tử nhá, 535 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc xe Mazda 3. Biển 30, biển số cực chất luôn. Biển số đẹp này các bác này. Đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. Phanh ABS cả 4 bánh cho em ạ. Chốt trên livestream ngày hôm nay, bao hồ sơ còn 525 triệu, bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Và ở đây bác nào đang quan tâm về bán tải thì em còn có bán tải Chi Tông này, Isuzu có này, Chi Tông có này. Bán tải rất là nhiều luôn. Một chiếc xe bán tải Chi Tông đời 2016 bản một cầu, máy dầu, tư nhân sử dụng, em đang bán với giá là 469 triệu. 469 triệu có bán tải Chi Tông đi các bác nhé. Có bán tải Chi Tông, máy dầu số tự động đây ạ. Em xin phép đi quay vào bên trong nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Innova 2014 này. Một chiếc xe Innova đời 2014, 8 chỗ ngồi, động cơ trang bị 2.0, số sàn, biển 30A, giá chào bán là 398 triệu. 398 triệu cho chiếc xe Innova đời 2014 á. Đợt này em về rất là nhiều Innova. Em này thì cũng lên form đẹp rồi nè, em này cũng lên form 20 năm rồi, biển 30A. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau là có 4 mắt này. 398 triệu là có Innova đi rồi, bao rút hồ sơ và bớt nộc ná thêm cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Bây giờ đi vào bên trong đây rất là nhiều xe luôn. Em chào bác Sói Hoang, chào bác Nghĩa Phan, chào anh Giai Đình Nguyễn nào. Chào anh Giai Đậu Hà nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối này hoặc bình luận phía dưới này. Có con nào tập lái không bạn? Tập lái em rất là nhiều anh nhé. Có Matiz này,
Một chiếc xe Matiz nhập nhé, em sẽ quay này. Quẩn chị cái ô kia vào nhé. Tập này em có Spark anh nhé, có Spark 5 chỗ và có Matiz 5 chỗ này. Bình thường nếu những dòng xe tập lái khác như Matiz thì chỉ có 58-60 triệu thôi. Nhưng hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một chiếc xe Matiz, nhưng nó gọi là hoa hậu của Matiz luôn. Một chiếc xe Matiz bản nhập khẩu nhá. Bản nhập không phải bản Việt đâu ạ. Matiz nhập khẩu đời 2008 này. Động cơ trang bị 0.8. Em Hương đang chào bán chiếc xe Matiz biển 15 này với giá là 80 triệu. Em này được bác chủ cũ đẻ, có đèn bi salon, đèn pha là đèn bi này, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Xin nhan trên hông, ốp bộ la răng rồi. Dù là tập lái nhưng mà lên quá là nhiều đồ chơi luôn. Bác chủ cũ còn độ em này là đèn led quanh xe luôn. Độ đèn led quanh xe, màn hình Android cỡ lớn luôn các bác nhá. Một cái màn hình cực kỳ lớn này. Có cả đồng hồ này, phím bấm nghe gọi ở trên vô lăng này. Anh này à? Không à? Cái gì? Đây nha anh nhá, vô lăng của bác chủ còn độ lên hẳn là một cái thanh kiếm luôn, là thay một cái cần củ số các bác này. Matiz tập lái em đang có bán nhập khẩu, bản nhập khẩu đây, giá chào bán là 80 triệu, em còn thương lượng còn bớt thêm cho các bác một chút nhá. Matiz thì không bớt được nhiều nên là em bớt cho các bác nhà mình một chút nữa này. Có Matiz tập lái đi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào anh Giai Trần Đào, nhiều xe đẹp quá, chào bác Hướng Phương, chào bác Dương Văn Tòng. Ở đây em còn có hai chiếc xe Innova này. Chiếc xe Innova này là biển 30A, đời 2014 bản lắp bản Việt này. Động cơ trang bị 2.0, 398 triệu. Bên cạnh chiếc bên đây em cũng có một chiếc xe Innova nữa đây. Em này chạy chuẩn 10 vạn zin. Innova đời 2014 lên form gia đình, lên form 2015. Xe chuẩn tư nhân gia đình sử dụng nhá, nói không với taxi, dịch vụ và khoan đục. Bao tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình khi mua chiếc xe Innova này của em Hương nhá. Khi mua chiếc xe này của em Hương này có Vios hoặc i10 200 triệu quay đầu có luôn anh Khang nhá. Vios 2009 bản e xịn em đang bán là 210 triệu đồng. Còn thương lượng còn bao hồ sơ. I10 thì em có i10 đời đời 2014 nhá, 200 triệu tròn anh nhá. Anh Minh Trang đợi em một chút ạ. Còn đây là bên trong nội thất của chiếc xe Innova 2014 form 2015. Xe tư nhân gia đình sử dụng nhá, xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, không khoan đục. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. 398 triệu với động cơ trang bị 2.0. Cột kèo keo chỉ còn nguyên zin này, táp ly táp lô không quan đục, nội thất ghế da căng đét luôn. Nếu như phát hiện ra lỗi em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trần lỉ nguyên zin sáng choang, không phải là trần 5D hay 3D gì cả mà là trần lỉ zin luôn. Rất là sáng này, ba dàn điều hòa độc lập tương ứng với ba hàng ghế mát lạnh cho em nhé. Form của 2015, xe chính chủ tư nhân gia đình sử dụng đây, có Innova 2014 này, cực kỳ đẹp luôn. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau có hai mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em nhé. Đây ạ, Innova 2014 388 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay chưa? Đi ra ngoài rồi. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 388 triệu. Em bao hồ sơ cho các bác nhà mình có Innova tư nhân chính chủ 2014 form 2015 nhé. Accent thì em có Accent 2011 số tự động nữa bản nhập. Em chào anh Giang Nguyễn Tuyến này, chào bác Dũng Cường, chào bác Hùng Vũ Đức này. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo, em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Cho xem con i10, ok anh Giang, đợi em một chút nào. i10 màu đỏ luôn. Đây nhá, một chiếc xe i10 biển 17 Thái Bình này. i10 đời 2014 bản nhập ấn này với động cơ trang bị 1.0. Sao lại va chạm phía sau rồi lên sóng đi là như nào anh Nguyễn Thanh ơi?
Y10-2014 bản nhập ấn số sàn động cơ trang bị 1.0 biển 17 Thái Bình này. Em đang chào bán chiếc xe Y10 này với giá là 200 triệu tròn. 200 triệu tròn. Bao rút hồ sơ và em còn thương lượng lộc lá thêm cho các bác nhà mình. Có Y10-2014 này bản nhập Ấn Độ cho các bác nhé. Bản nhập Ấn này, màn hình Android cỡ lớn, vô lăng thiết kế 3 chấu nước sơn màu đỏ đẹp. Lốp lắp dày luôn các bác này. Máy số không đâm xô và không ngập nước ạ. Để lại số điện thoại cho em nhé, bác Minh Trang nhé. Em chào anh Giai Văn Khương, chào anh Hoàng Văn Huy này. Chào bác... chào bác Nguyễn Tuyến nào, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Bên cạnh chiếc xe Y10-2014 bản nhập Ấn này, để lại số điện thoại, em gửi video, em có quay review chi tiết về chiếc xe này rồi. Để lại số điện thoại cho em nhé. Ở đây em còn có bán tải này, một chiếc bán tải Isuzu D-Max 2 cầu. Isuzu D-Max 2 cầu, máy dầu, số tự động, đời 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 ạ. Một chủ tư nhân sử dụng đây ạ. Em đang bán chiếc xe Isuzu D-Max bán tải này với giá là 535 triệu. Cho chiếc xe bán tải Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu, số tự động đẹp đây ạ. Lên thùng cao rồi, màn hình đầy đủ cho em, màn hình cam hành trình có hết rồi. Bao rút hồ sơ và cắt xả lỗ chiếc xe Isuzu D-Max này còn 515 triệu, vẫn bao hồ sơ cho bác nhà mình. Máy số zin 100%, sơn zin bên ngoài lên hơn 90% nhé. Bao test hãng toàn quốc cho các bác nhà mình đối với chiếc xe Isuzu D-Max này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Em chào bác Trình Lam nhé. Bên cạnh những dòng xe như bán tải thì em còn có Vios này. Vios em có chiếc xe Vios mới về đây anh Thanh này. Anh Nguyễn Thanh ơi, nếu như mà 2018 anh không chốt được thì chốt 2017 đi. Giá bằng 2018 luôn, là màu đen. Một chiếc xe Vios, Toyota Vios biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng này. Vios màu đen đẹp đời 2017 nhá, máy trắng form mới, giá chào bán là 385 triệu. 385 triệu có Vios đời 2017 số sàn, động cơ trang bị 1.5, nội thất còn tươi mới đẹp đẽ này, trần da 5D. Màn hình giải trí đầu đài, màn hình cỡ bé thôi. Điều hòa mát lạnh cho em, táp ly táp lô các bác nhìn này, đẹp căng luôn. Có Vios màu đen đẹp đời 2017 số sàn mới về đêm ngày hôm qua. Xe mới về đêm ngày hôm qua luôn các bác nhé. Em chào anh Trần Thạch, chào anh Chính Trinh Trần này. Vios biển 34 tư nhân Hải Dương, đến 11 giờ đêm qua mới làm giao dịch xong chiếc xe Vios này. Là hôm nay bày lên showroom để bán luôn các bác nhé. Xin nhan trên gương này, đăng ký đăng kiểm đến tháng 8/2023, tháng 2/2024 còn rất là dài luôn, đăng ký đăng kiểm miên man luôn. Vios 2017 số sàn em đang bán là 385 triệu, bao rút hồ sơ, thương lượng lộc lá thêm, phanh ABS đầy đủ cho em nhé. Phanh ABS đầy đủ cho em. Vios màu đen bóng luôn. 385 triệu bao rút hồ sơ và còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Một lượt chia sẻ khi mua xe đã được bớt 1 triệu đồng rồi. 10 lượt đã có 10 triệu đồng rồi các bác ơi. Anh Nguyễn Thanh ơi, một khi mình đã thích thì không cần hỏi ai là đẹp hay không anh nhá. Một khi mà mình đã thích, mình thích là được thôi, còn những người khác không quan trọng. Một khi mà mình đã thích là đẹp rồi, mình đã thấy đẹp là nó đẹp rồi. Ở đây em bên cạnh chiếc xe Vios 2017 màu đen này, số sàn thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi biển 29 nhá, biển Hà Nội 29A. Cố lên anh ơi. Xe đẹp như thế này với cái tầm tiền như này giờ gom là dần là vừa rồi, chứ nếu để đến Tết là nó là hàng khác, nó lại đắt hơn anh nhá. Các bác mua xe đừng dồn vào Tết quá là nhiều, vì vào Tết thì cái gì nó lên thì ô tô cũng không ngoại lệ đâu. Bây giờ các bác mua còn rẻ hơn so với Tết được 10-15 triệu, chứ để đến Tết nó lại lên ấy. Đến Tết mớ rau mớ cỏ nó còn lên, huống chi là một chiếc xe ô tô ít nhất nó lại phải lên đến 15-20 triệu tùy con ấy. Nên tầm giờ mà cố gắng lên được một chút là chốt được xe đẹp ngay. Nhiều sự lựa chọn nhé. Còn đây là nội thất bên trong của chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi đời 2011 số sàn biển 29A Hà Nội này. Ghế da màu đen đẹp, củ số phanh tay, màn hình OLED, vô lăng thiết kế 3 chấu này, chiếc cờ đuôi quá là đẹp luôn. Số sàn em đang bán là 245 triệu. 245 triệu có Chevrolet cờ đuôi cho các bác nhà mình quan tâm này. Biển 29 này lắp flipbo đầy đủ cho em rồi.
Cờ đuôi 2011 em đang bán là 245 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Vios 2017 số sàn form mới máy trắng em đang bán là 385 triệu. Đời 2017 385 triệu. Em còn Vios 2018 màu bạc nữa 389 triệu. Màu bạc rẻ hơn màu đen một chút nên là đời 2018 nó không lệch quá nhiều so với đời 2017 màu đen đâu. Nên bác nào mà thích màu bạc thì có màu bạc lên đầy đủ đồ chơi rồi. Xe gia đình sử dụng nhưng hôm nay xe không ở bên nhà, hôm nay xe thợ thì em đi rồi. Bên cạnh những dòng xe trên 300 triệu thì em còn có một chiếc xe Matiz này. Matiz tập lái đời 2008, động cơ trang bị 0.8, giá chào bán chỉ có 68 triệu thôi. 68 triệu là có một chiếc xe thay một chiếc xe máy rồi. Thay một chiếc xe máy rồi. Có xe Vios 100 không em? Vios không có đời, không có dòng 100 anh nhá, em không làm dòng 100. Vios mà làm dòng 100 là Vios cổ rồi, không thể đi được. 100 triệu đổ lại thì bác có thể đi Spark này, Matiz này, những dòng xe tập lái nhá. Còn Vios phải tầm 200 triệu thì anh Phước đi mới yên tâm được anh Phước nhá. Vios phải tầm 200 triệu anh nhá thì đi nó mới gọi là yên tâm. Đi là vừa đi ăn đói ăn no thì mình đều đi được. Chứ nếu như mà Vios mà tầm 100 triệu lúc nào phải ăn no, phải đùng một cái không biết là nó dừng ở chỗ nào, mình phải đùn đấy anh ạ. Là phải đùn đấy anh ạ. Em chào bác Hiếu Mon này. Ở đây em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi máy dầu này. Không biết các bác như thế nào nhưng đợt này là máy dầu, em thấy là máy dầu rất là nhiều khách hàng quan tâm nhé. Một chiếc xe Kia Sorento. Kia Sorento máy dầu biển 18 Nam Định này. Đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. Xin nhan trên gương. Kia Sorento máy dầu 2010 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0. Em đang chào bán chiếc xe Sorento này với giá là 535 triệu. Em lại nói về đồ chơi và công nghệ thì kể 15 phút không hết được. 15 phút không hết được công nghệ đồ chơi của em Kia Sorento máy dầu này nhá. Xin nhan trên gương một dàn lốp Michelin, cửa sổ trời toàn cảnh này. Bộ ghế da đẹp, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế cả 4 quả cả hai hàng ghế trước và sau luôn. Màn hình gối đầy đủ, màn hình Android cỡ lớn, hỗ trợ trơn trượt. Option là bao nhiêu cái là mà nó hiện đại công nghệ nhất thì nó hội tụ hết vào em siêu phẩm Kia Sorento này. Em này là bản limited, tức là phiên bản giới hạn, bản full kịch luôn. Tất cả đồ chơi công nghệ, những dòng xe sang ô tô là có cái gì thì em nó có hết luôn. 535 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 525 triệu bao hồ sơ. Phiên bản giới hạn máy dầu số tự động 7 chỗ ngồi Kia Sorento các bác nhé, 7 chỗ ngồi ạ. Bên cạnh một chiếc xe Kia Sorento 7 chỗ ngồi máy dầu là một chiếc xe Kia Soluto. Kia Soluto đời 2020 số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4. Cắt xả nhá, em này là cắt xả này, vừa sinh gái nhưng vừa kêu là quay ra là ế chồng rồi. Kia Soluto trong buổi báo giá ngày hôm nay chỉ còn 420 triệu. 420 triệu cho chiếc xe Kia Soluto đây. Đèn halogen có này, đèn gầm là đèn bi, có dải đèn led này. Đời 2020, đời đỉnh cao của chóp luôn. Xi nhan trên gương la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ nhá. 420 triệu có Kia Soluto đi các bác ạ. Bác Hiệp Hoàng đang bình luận 360 triệu bao rút hồ sơ ok. Chắc là bác là đang bình luận về con Vios của em rồi. Giá đấy làm sao em bán được? Làm sao mà bán giá đấy được? Đang bán là 389 triệu. Thị trường đang bán là 395 triệu đối với Vios 2018. Nhưng bác mà cả 340 triệu vẫn đòi bao hồ sơ thì không thể vào việc được các bác nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Cám Văn Sảng này, chào anh Nguyễn Thương này, chào anh Nguyễn Văn Phước, chào bác Hiếu Mon, chào bác Giang Hân này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. 420 triệu có Kia Soluto nhé. Bên cạnh dòng xe Kia Soluto thì em lại có một dòng xe đến cùng thương hiệu nữa luôn. Một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio đời 2014 bản nhập Hàn, biển 30F, máy số zin đẹp luôn. Màu đỏ đẹp, số tự động này, phong cách luôn. Xin chan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS, một dàn lốp Michelin đẹp rồi. Kia Rio đời 20 Kia Rio là đời 2014, máy zin em đang bán là 380 triệu. Trên vô lăng tích hợp phím bấm này, nội thất ghế da các bác như này, trần nỉ nguyên zin cực kỳ sạch sẽ luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Sợ em Hương nấu đâu rồi nhỉ? Anh Hoàng Tuất đâu rồi? Nhà đầu tư chính của anh Nguyễn Thanh đâu rồi? Vios về nhiều sự lựa chọn, giá cả hợp lý, hồ sơ em rút các bác không phải đi lại vất vả. Nếu bác nào tự rút được hồ sơ, em lại bớt tiền hồ sơ các bác về tự rút, quá là ok luôn. Vios 2018
2017 số sàn bản E máy trắng đẹp này em đang bán là 385 triệu, có Vios 2017 nhá, bản E máy trắng nhá, cực đẹp luôn. Bên cạnh chiếc xe Vios đời 2017 em còn có Vios 2009 này. Em này thì thay một chiếc xe máy đây. Em đang bán chiếc này với giá là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng cho một chiếc xe Vios đời 2009 đây. Nội thất bên trong cực kỳ đẹp luôn các bác này. Nội thất đen nhá, sơn xi sạch sẽ, táp ly, táp lô gọn gàng như thế này rồi. 200 triệu tròn có Vios bản E nhá, không phải bản limo lông đâu. Không phải là bản limo mà lông lên thành E đâu. Mà em này là E xịn luôn. E xịn đời hơi sâu, đời 2009 nhưng máy số của Vios Toyota. Dù có là đời 2000 đi vẫn cứ là phê hơn những dòng khác các bác nhé. Em chào bác Nguyễn Trường, chào bác Lê Văn Hiển này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Bên cạnh chiếc xe Vios là một chiếc xe 7 chỗ ngồi mang tên Captiva đến từ thương hiệu Chevrolet. Chevrolet nha các bác nhé. Em này là có đèn bi salon này, xin nhan trên gương. 7 chỗ ngồi số sàn Captiva đời 2008, giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 205 triệu. 205 triệu các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Captiva số sàn. Lên màn hình rồi. Trần nỉ nguyên zin, ghế xa sạch sẽ nha. 7 chỗ ngồi giá rẻ quá các bác ơi. 205 triệu lại còn lẻ nữa, bớt luôn còn 200 triệu. 200 triệu chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi số sàn đến từ nhà Chevrolet. 200 triệu Vios 2009 bản E xịn đến từ nhà Toyota. 200 triệu các bác chọn một trong hai. Nhà đông người các bác chọn 7 chỗ, nhà ít người chọn 5 chỗ đều có xe đi lại màu đen. Đều dễ đi và phối các thứ nhé. Không kén về giới tính hay là về màu sắc quá là nhiều. Bên cạnh hai chiếc xe 200 triệu đấy là có chiếc xe, một chiếc xe mang tên là Hyundai. Hyundai Accent số tự động biển 30, biển 98 này. Hyundai Accent em này cũng là cắt xả lỗ rồi. Đời 2018 số tự động, động cơ trang bị 1.4. Đèn bi salon có dải đèn led, đèn gầm đầy đủ luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này. Xin nhan trên gương. Trên tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh. Accent 2018 order chuẩn là 3 vạn 2 các bác nhé, 3 vạn 2. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi và khẩu lệnh này, hỗ trợ chân trượt đầy đủ cho em. Accent em đang bán với giá là 468 triệu. 468 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent 2018 nhé, cắt xả lỗ luôn. Còn 450 triệu, 450 triệu em vẫn bao rút hồ sơ. Đến xem xe em lại lộc lá cho các bác đi về. Có Hyundai Accent này. Bên cạnh Hyundai Accent là một chiếc xe Ford EcoSport. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2016, giá chào bán chỉ có 425 triệu thôi. 425 triệu EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Lên màn hình OLED đầy đủ rồi. Phiếu bảo dưỡng bảo hành, bác chủ mới bảo dưỡng bảo hành này. Đây rồi, mới bảo dưỡng từ ngày bao nhiêu? Mới bảo dưỡng thôi. Mới bảo dưỡng bảo hành lại chiếc xe này. Vô lăng tích hợp các phím bấm, túi khí an toàn 8 túi khí này. Em này bản Titanium cao cấp này. 425 triệu có EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đi. Bên cạnh chiếc xe EcoSport biển 30 thì em còn có một chiếc xe EcoSport biển 34 nữa này. Vừa mới về luôn. Em này thì cao tiền hơn nhá, form dáng nhìn rất là đẹp luôn. EcoSport đời 2016 số sàn, số tự động. Động cơ trang bị 1.4. Động cơ trang bị 1.5, xin lỗi, động cơ trang bị 1.5. Giá chào bán là 445 triệu. Wow, quá đẹp luôn. 445 triệu cho chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao tư nhân Hải Dương sử dụng này. Cam hành trình, cam lùi, khẩu lệnh nghe gọi, đề lỗ thông minh, điều hòa auto. Có EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao nhá, 445 triệu. Biển 34 Hải Dương này. Mạnh Thủy xe hợp màu gì? Mạnh Thủy anh hợp cái màu nào nó mát mát anh ạ. Nóng quá là nó kỵ nhau. Cứ hợp cái màu nào mát mát thôi. Anh Thanh để lại số điện thoại em tư vấn cho anh nhé. Để lại số điện thoại này. À, tối ngày hôm qua thì em Hương đã chốt chiếc xe i10 tự động này rồi. Có con Mui Trần nào không? Mui Trần em mới cắt nỗ rồi anh ơi. Mui Trần hai chiếc xe BMW Mui Trần em Hương mới cắt nỗ rồi anh Phước ạ. Mới cắt nỗ xong. Để mãi không ai đi, toàn để em Hương đi công vụ nên là em cắt nỗ rồi còn đâu. Hiện tại là em hết Mui Trần rồi anh nhé, chỉ còn Range Rover thôi. Ở đây em còn có một chiếc xe nữa đây, Tucson. Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, một chủ sử dụng, em đang bán nhà 455 triệu. 455 triệu có Tucson máy xăng 2 cầu số xạ số tự động nhé. Bản Nhật Hàn, giá chào bán 455 triệu, bao hồ sơ.
bớt luôn 10 triệu đồng. Xi nhan trên gương, đèn bi salon, phanh ABS, trên tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh này. Ghế da zin, một chủ tư nhân sử dụng nhé. Điều hòa auto, màn hình đè lỗ đầy đủ cho em rồi. Có 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson đấy ạ. Có 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson này. Santa Fe bản gôn máy dầu, một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập Hàn, đời 2002, đăng ký 2007, số tự động đẹp, giá rẻ luôn. Giá rẻ luôn nhá, Trang chào bán với giá là 195 triệu. 195 triệu có Santa Fe bản gôn máy dầu ạ. Cảm ơn anh trai Trương Nguyễn rất là nhiều nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác Thanh Phạm ơi, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe đến từ nhà Kia, biển 29 này. Biển 4 số, một chủ từ mới nhá. Kia một chủ từ đầu, Kia Morning bản nhập đời 2007, số tự động đẹp, màu xanh đẹp, cho bác nào mua về tặng bà xã hay là mình đi cũng đều ok luôn. 175 triệu là các bác đã có xe tự động đi rồi. Số tự động đẹp có Kia Morning đi nhá. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. Nội thất sơn si mỏng tang luôn. Kia Morning 175 triệu, nội thất ghế là ghế lỉ các bác nhá. Ghế nội thất là ghế lỉ này. Xi nhan trên gương đầy đủ, cho xin chân trên hông. Một chủ từ mới 2009 bản nhập, cam kết không đâm xô, không ngập nước. Thay vì đi chiếc xe SH nhập hơn trăm thì đây là một chiếc xe tránh mưa, tránh nắng đi gia đình. Mà bà xã nhà mình đi đều ok, đưa đón con đi học hay là có chở ông bà đi khám, chữa bệnh cũng đều ok các bác nhá. 175 triệu. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning đấy này, em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2011, máy số zin đét luôn. Máy số zin, động cơ trang bị 1.4, Accent số tự động biển 20. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Đời 2011 mà các bác nghĩ là sâu nhá, em vẫn bao tiết hãng luôn. Xin nhan trên gương, sơn si sạch đẹp rồi. Bản nhập bản nhập khẩu nhá, bản nhập khẩu ạ. Vô lăng ba chấu này, nội thất vẫn là giữ được bản ghế da zin, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không ngập nước. Các bác cảm thấy cần phải đi test hãng thì em bao test hãng cho các bác luôn. Bao test hãng toàn quốc cho chiếc xe Hyundai Accent 2011 biển 29 này. Các bác có về làm Hà Nội hay là Sài Gòn thì cái biển này gánh cho bác 20 triệu tiền sang tên nhé. Hỗ trợ cảm biến va chạm phía sau rồi, có Hyundai Accent nhập, số tự động 345 triệu. Bao rút hồ sơ còn 35 triệu bao hồ sơ. Chào bác Thơm Lê này. Ở đây em còn có chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi thì em có một dàn đen và trắng này. Đây là chiếc màu đen và đỏ nhá. Thì đây là chiếc màu trắng duy nhất em có này. Cờ đuôi đời 2012, biển tư nhân Hải Dương. Đời 2012 với động cơ trang bị 1.6. Em đang bán là 258 triệu. 258 triệu có Chevrolet cờ đuôi biển 34 Hải Dương nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn cho các bác nhà mình. CDX thì có xanh đỏ trắng này, đầy đủ CDX luôn, giá chỉ hơn 200 thôi. Cảm ơn bác Thơm Lê rất là nhiều. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe Hyundai Accent nữa đây. Chiếc xe Hyundai Accent kia màu bạc biển 29, máy zin thì chiếc này cũng là biển 29 nhưng màu lâu nhé. Hyundai Accent đời 2011, số tự động đẹp, màu lâu cà phê, cực kỳ sang luôn. Xi nhan trên gương và em đang chào bán chiếc xe Hyundai Accent này với giá là 345 triệu. Các bác có 345 triệu, các bác có thể chọn Hyundai Accent màu lâu này, Hyundai Accent màu bạc này, phong thúc thể thao đẹp luôn. Em này cũng là ghế da zin luôn. Ghế da zin nhưng em này ghế da thì kém hơn so với em màu bạc một chút nhé. Nhưng lên được màn hình giải trí rồi. Lên màn hình giải trí rồi. Hyundai Accent 345 triệu, bao hồ sơ còn 335 triệu các bác này. 335 triệu có Accent màu lâu cà phê và có Accent màu bạc cực kỳ đẹp luôn, máy số zin đẹp luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây em có Kia Rio này. Kia Rio đời 2015 bản nhập Hàn, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng này. Xi nhan trên gương, xi nhan trên gương và có gì, có độ lên body cực kỳ đẹp luôn. Hyundai Accent em đang trả, Kia Rio em đang trả bán với giá là 379 triệu. Số tự động đẹp, bản sedan 2 đầu. Trên vô lăng tích hợp phím bấm có nhớ ga tự động đây ạ. Sao mà đắt thế em? Mới cái gì nhỉ? Anh mới bán Kia Morning đời 2019,
bán số sàn của mà có 200. Anh ơi, thế là anh bị bán rẻ rồi. Không phải là em bán đắt mà anh bị bán rẻ rồi. Bây giờ làm gì có Kia 2019 mà Kia Morning 2019 mà bán 200. Nếu như mà anh bán 200 là anh bị hớ rồi anh ạ. Anh luộc lại cho người ta 220 triệu về đây em vẫn cộng thêm cho anh chục triệu, 20 triệu nữa. Anh bị bán rẻ rồi anh Phước ơi. Sao lại bán rẻ như vậy khi mà Kia Morning 2019 mình phải mua đến tận cả 300 chứ. Đúng không ạ? 300 hơn ấy ạ. Sao anh lại bán có 200, sao người ta lại lỡ lòng nào để anh giá rẻ như vậy mà anh cũng bán thế? Tại sao người ta lại lỡ lòng nào giá anh rẻ vậy nhỉ? Em chào bác Mai Như Ý, chào bác Dương Hạnh, chào bác Nguyễn Trâm nhá. Anh Phước ơi, nhanh chóng điện lại cho người ta bảo anh ơi, anh cho em xin lại xe và em không cho bán, anh bán lại cho em cộng thêm tiền cho anh nhá. Chứ bán như thế là bán vỡ lọ đấy anh ạ. Kia Morning 2019 mà đi bán 200 là bán vỡ lọ rồi mà sao người ta cũng lỡ lòng nào cắt chặt chém các bác nông dân nhiều thế nhỉ? Vios 2011 em có bản Nemo anh Phạm Hùng nhá, em có Vios 2011 là bản Nemo. 209 là bản e xịn và 217, 218 là e xịn anh nhá. Còn anh Phước ơi, điện ngay lại cho cái người mua xe bảo anh ơi em cho em xin lại xe chứ em bán như thế này là em lỗ vốn rồi, sao anh lỡ lòng nào lại bán lại mua con xe của em rẻ như vậy? Tại sao 2019 anh lại giá em có 200 triệu? Trong khi thị trường người ta bán bao nhiêu tiền mà anh lại giá em có 200 triệu? Anh phải gọi lại ngay cho người ta anh ạ. Ở đây em còn có Chevrolet Captiva này. Chevrolet Captiva đời 2007 số tự đời 2007 số tự động đẹp này. À em xin lỗi, đây là Santa Fe nhé. Một chiếc xe Santa Fe đời 2007 bản nhập khẩu số tự động bản 2.2 có Santa Fe các bác này. Santa Fe 380 triệu màn hình Android cỡ lớn nhá. Điều hòa mát lạnh số tự động đẹp có Santa Fe. Trước bác nào hỏi em Santa Fe màu đen thì em có rồi đây. Santa Fe một dàn lốp mới phanh ABS này. Santa Fe 2007 bản nhập em đang bán là 380 triệu. 7 chỗ ngồi số tự động bản 2.2 nhé, có Santa Fe đi. Có Santa Fe đi các bác này. Santa Fe số tự động 7 chỗ ngồi giá chỉ có 380 triệu thôi. Còn bớt và còn thương lượng thêm cho các bác nhà mình đang quan tâm về dòng xe Santa Fe nhé. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em để em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình về chiếc xe Santa Fe đây ạ. Có Santa Fe này. Thế anh bây giờ nó cho chuộc lại 230 triệu. Anh Phước ơi, sao bán xe lại không tìm hiểu thế? Buôn bán thì phải làm sao phải tìm hiểu chứ, mua xe cũng phải mua chỗ đẹp mà bán xe cũng phải bán cho người có tâm chứ. Lại bán thế. Ở đây em có một chiếc xe Tucson nữa đây. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, hai cầu máy xăng số tự động đẹp, điều hòa auto, màn hình giải trí này. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm này, khóa cầu V-Side, cửa sổ panorama toàn cảnh full HD, ghế da màu lâu đẹp nhé. Tucson 2010 ghế lái chỉnh điện em đang bán với giá là 438 triệu. 438 triệu là các bác có thể sở hữu một chiếc xe Tucson rồi. Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp đây ạ, giá chào bán là 438 triệu. Bao hồ sơ và thương lượng độc lá thêm còn bớt cho các bác nhà mình. À, anh xem Vios 2011 ạ. Vios 2011 chuẩn gốc là bản Nemo nhưng mà lâng lên thành E anh nhé. Vios đời 2011 với nước sơn màu trắng đẹp, động cơ trang bị 1.5, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn xi sạch bóng luôn. Em đang bán chiếc xe Vios này với giá là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng anh Phạm Hùng ơi. 210 triệu đồng đây ạ. Đây ạ, nội thất bên trong của Vios đây nhá, ghế da xịn sò luôn. Nội thất tabli tablo, tất cả các thứ đẹp căng luôn. Tầm 200 triệu thì anh có thể mua Vios cho em ạ. Vios 2011 đây. Nó thay đồ chơi 30 triệu rồi. Thế thì phải lại cộng tiền cho người ta rồi, đồ chơi vào là phải cộng cho người ta rồi. Nói chung là anh bán giá rẻ rồi. Vios 2011 em đang bán là 210 triệu đồng. Chốt xe livestream anh Phạm Hùng ơi, còn 200 triệu tròn. Đời 2011 nhá. Em có cỡ đời 2009 nữa này. Spark tập lái đây. Spark tập lái em đang bán với giá là 88 triệu đời 2009, đăng ký 5 chỗ ngồi. Và bên đây bác nào đang quan tâm về chiếc xe i10 tự động không ạ? i10 tự động đời 2016 bản nhập số tự động đẹp, em đang chào bán với giá là 328 triệu. Anh Trần Út ơi, i10 tự động của anh đây.
vẫn đợi anh Trần Út giao lưu cùng em Lê Hương nhé. Có i10 tự động này ạ. Cảm ơn anh Gia Trương Nguyễn rất là nhiều này. i10 bản tự nhập ấn số tự động, động cơ trang bị 1.2 bản đủ đây. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi đời 2015. Sơn zin, máy số zin, nhiều công nghệ đồ chơi. Túi khí phanh ABS, phím mở một trạm thông minh này. Màn hình cỡ lớn nhá, đề lộ khởi hành start top. 328 triệu bớt 10 triệu trên livestream. Bao rút hồ sơ, đến xem xe em lại bớt tiếp cho các bác nhà mình. Bác nào đang quan tâm về i10 thì có i10 này. Quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có EcoSport này. EcoSport em đang có 5 chiếc. 5 chiếc các bác nhá. 3 chiếc kia là màu lông chuột này. Một chiếc này là màu đen tuyền này. Chiếc EcoSport một chủ 2015, đăng ký 2016 em đang chào bán với giá là 418 triệu 5 chỗ ngồi gầm cao. Bây giờ bác nào mà quan tâm về Eco thì em Hương có rất là nhiều Eco luôn. Có EcoSport này 418 triệu 2015, đăng ký 2016 nhá. Một cầu, máy zin, máy xăng, số tự động, 5 chỗ ngồi gầm cao. Bản Titanium cao cấp đây ạ. Em chào anh Huỳnh Văn Tú, em chào chị gái Kim Cúc. Em vẫn đợi điện thoại của chị gái Kim Cúc nha. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đi ạ. Ngày nào em cũng báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Accent màu lâu cà phê, số tự động mới về đây, 345 triệu. Innova 214, xe tư nhân sử dụng, lên form 2015. Bác nào mà đang quan tâm về một mẫu xe gia đình sử dụng thì em có luôn nhá. Innova 214 lên form 2015. Bao tết hãng toàn quốc, chạy chuẩn là 10 vạn zin luôn nhá. Không nói không với tour order nhá. Nói không với tour order. Và hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe CDX nữa đây. CDX bản full có ga tay tự động này, ghế da múi này, biển 28 này. CDX màu đen đẹp đời 2010, động cơ trang bị 1.6, số tự động đẹp, bản nhập khẩu nhá. CDX bản nhập khẩu này, em này phải gọi là đẹp xuất sắc luôn. Màn hình Android cỡ lớn này, ghế da zin nhưng mà ghế da múi các bác nhìn này. Không một vết xước, không tí vết luôn. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng. Điều hòa độc lập cho em nhá, đề lỗ thông minh. Có nhớ ga tự động, em đang bán với giá là 265 triệu. 265 triệu có CDX số tự động nhá. Gửi cho anh xem qua Zalo. Anh Phạm Hùng ơi, kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết mà em đã review về chiếc xe Vios 211 đấy cho anh xem nhá. Gửi qua Zalo thì hình ảnh video chất lượng sẽ tốt hơn, nhìn nó sẽ nét hơn, không bị vỡ video anh nhá. Kết nối qua Zalo đi ạ, 0354602790 anh nhá. Em chào anh Đình Bùi này. Innova 7 chỗ ngồi có hai em xuất sắc luôn. Em này là đời 2014, form 2015, số sàn xe chuẩn tư nhân. Nếu như phát hiện ra xe gia đình có khoan đục em tặng các bác xe luôn. 398 triệu, chạy chuẩn 10 vạn zin, xe gia đình sử dụng nhá. Em có video đi mua chiếc xe này rồi. Biển 14 Quảng Ninh, không taxi, không dịch vụ này. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em, từ những dòng xe Chevrolet Aveo này, Santa Fe máy dầu 7 chỗ ngồi màu đen này, bán tải này, Hyundai i10 này, Vios màu đen 2009, Vios màu trắng 2011, Vios 2017 màu đen và Vios 2018 màu bạc, có đầy đủ cho các bác nhà mình luôn. Vios 2014 màu vàng cát thì mới chiều ngày hôm qua chốt rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Từ những dòng xe mẹc như mẹc C240, mẹc C250 giá chỉ có trên 200 và trên 300 thôi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Em chào bác Vũ Đức Trung, chào anh Đinh Bùi, chào bác Vũ Bá Lịch này. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn có lẽ bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ở đây ạ. Số hotline thì lúc nào em cũng ghi ở trên màn hình rồi, 0354602790, để các bác nhà mình có thể kết nối qua Zalo để em có thể quay những video chi tiết, review chi tiết để gửi cho các bác nhà mình nhé. Em chào bác Công Nghệ Trần Nịu ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của em Hương để xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Khi xuống live thì em sẽ kết nối tất cả những số Zalo mà các bác để lại ở đây cho em. Thì em sẽ
inbox và em sẽ gọi để tư vấn cho các bác nhà mình, nên các bác để ý điện thoại giúp em nhé. Những bác nào mà mới vào thì em cũng xin tự giới thiệu, em là Lê Hương Ô tô Hải Dương, chuyên mua bán ô tô những đã qua sử dụng ạ. Bác nào quan tâm thì kết nối Zalo 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Anh Ngô Hùng ơi, Túc Sơn em mới về thêm một chiếc màu đen nữa nhé. Túc Sơn 2 cầu, số màu đen, số tự động anh nhé, đang trên đường về rồi. Anh Phạm Hùng ơi, kết nối qua Zalo cho em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh nhé. Anh Giang Nguyễn Văn Chỉnh ơi, quan tâm mẫu xe nào em đang nhìn thấy số điện thoại của anh rồi. Một chút nữa thì em sẽ kết nối Zalo cho anh ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi báo giá của em. Mua bán ô tô, trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác cứ alo em. Còn bây giờ thì em xin chúc khách hàng nhà mình có một buổi chiều làm việc hiệu quả và năng lượng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 ngày mai. Em sẽ lại lên sóng và báo giá trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.